Vâng, thân ái chào tái ngộ quý khán thính giả cũng như nghị viên tại đó. Hôm nay một lần nữa Khải có cuộc gặp gỡ để trò chuyện với nghị viên tại đó. Mời nghị viên có lời chào khán thính giả. Dạ, xin kính chào anh Khải Đào và xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ vâng, để trở lại những cái đề bài trước, hình như Khải thấy là báo Manchester đã có đăng bài liên quan đến cái tình trạng tài chính của thành phố Westminster, mà trong lần trước chúng ta có đề cập đến vấn đề mà thị trường chứng tạ và nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Trí cũng như cố vấn Trần Thái Văn đã lên cáo buộc cái nhật báo Người Việt là fake news khi mà đăng một cái bản tin nói là thành phố đối diện phá sản khi mà hội đồng thành phố không chịu thông qua cái dự luật SF, khi đó là còn chưa thông qua. Thì nghị viên tại đó có thể giải thích thêm về cái vấn đề này. Dạ, cái bữa đó là hôm thứ Tư ngày 10 tháng 8 thì hội đồng nghị viên thành phố đã không có thông qua để mà cho cái thuế thương mại đã được đưa ra cho cư dân để mà trưng cầu dân ý. Thì cho nên cái tin mà người báo Người Việt đăng ra cũng như là những cái tờ báo Orange Register thì họ là của Central Time đã đưa ra nói về cái tình trạng thành phố Westminster thì bị phá sản là điều rất là chính xác. Tại vì nếu mà cái dự luật là không thông qua để đưa cho cư dân trên cầu dân ý thì mà tiếp tục tăng thuế thương mại và thì thành phố thì chắc chắn sẽ bị đối đầu cái cục phá sản trọng trọng. Nhưng mà may mắn thì hội đồng nghị viện thành phố đã cứu xét lại, tái cứu xét cái vấn đề đó và 405 người của hội đồng nghị viện thành phố đã bỏ phiếu thông qua và cư dân tháng 11 này sẽ phải đi ra thông phiếu để còn quyết định nếu mà có cho phép thành phố tiếp tục thu 1% tiền thuế thương mại để mà cứu giúp thành phố nữa hay không. Đó, thì những cái vấn đề đã đưa ra không thể nói là báo Người Việt nói láo, tại vì nó nói đúng trong cái bữa đăng tải vào cái tình hình hôm đó. Dạ đúng. Và giống như nghị viên tài đổ mới trình bày kính thưa quý vị, có nghĩa là tiếng Anh nó nói chúng ta chưa có out of the woods yet, tức là chưa có thoát nạn. Có nghĩa là bây giờ hội đồng thành phố vào ngày 12 tháng 8 vừa qua thứ sáu chỉ có mới ký tên đồng thuận để yêu cầu quận tổ chức trưng cầu dân ý vào cái ngày 8 tháng 11 này, đúng không ạ? Và cử tri cũng phải còn chờ cử tri của thành phố Westminster quyết định có tiếp tục duy trì cái mức thuế 8.75% hay không, thuế mua bán đó, thuế mua sắm đó. Dạ, cái một khi mà đưa ra trưng cầu dân ý, tất cả cái chúng ta phải nhớ là tất cả những cái cuộc bầu cử nào không có gì 100% ở trên đó, mà cái cơ hội thắng và bại nó theo cái xác suất thôi, cho nên nếu mà nói 100% là ngoài hoàn toàn thì nó không có xảy ra. Người ta nói là để là 60-40 hoặc 70-30-90, mặc dù 90-10 nhưng mà cái 10% nó vẫn còn có thể là cái người ứng cử viên nó sẽ không thắng cử hoặc là những cái dự luật nó sẽ không thông qua, cho nên không thể nào nói là không thể được hết. Tức là ngược về ngược. Và giống như Khải còn nhớ, thị trường chứng tạ đã tuyên bố thẳng thừng khẳng định là thành phố Westminster sẽ không bao giờ phá sản, trong khi cái bài báo của OC Register mới đây họ đã tường trình và họ đã đưa ra những cái tài liệu thông tin của một cái chuyên gia đội mua lách vào mặt, thì nói đến cái viễn ảnh rất là thê thảm của cái chapter 9. Thì nghị viên tài đối có thể giải thích thêm về cái tình trạng của thành phố trong những ngày tháng sắp tới. Dạ, nó rất là ngẫu nhiên khi tờ báo ký giả của tờ báo Orange County Register, tờ báo rất là lớn của vùng cam trong cái giới mainstream dòng chính của báo chí của Mỹ đó, nó đăng tải một cái giả thuyết nếu chuyện gì sẽ xảy ra khi một thành phố của California phá sản. Thì họ có phỏng vấn cái ông John Mulach, ngày xưa ông là tôi nghĩ rất là học tập, ông là cái người giám sát viên của Orange County. Ông ta sau này ông ta thắng cử thêm trong cái dân biểu hoặc là của tiểu bang California, tôi không có nhớ, không là một cái thành viên rất là lâu năm của đảng cộng hòa của Orange County.
thì ông ta là cái người đầu tiên đã lên tiếng và warning, nghĩa là báo động cho tất cả mọi người trong quận Cam cách đây hơn 2 thập niên là quận Cam sẽ không có sẽ bị phá sản. Thì lúc đó không có ai mà tin hết á. Họ nói là ông ta nói láo đó. Thì cũng giống như là ông ngày xưa cái ông khoa học gia Galileo đó, ông nói ông lên ông báo động cho tất cả mọi người biết là trái đất là tròn đó. Dạ. Mà tất cả mọi người đều nói ông là cái người bị tâm thần, không dạ. không có biết ông đang nói gì. Thì giống như trong cái ông John Collins, ông ta đã tiên đoán thì một thời gian gần đó thì thành phố America quận Cam đã tuyên bố phá sản từ cái cách họ investing, họ đầu tư vô trong những cái tiền mà của quận Cam đó một cách quá liều lĩnh và để mất một mấy tỷ đồng. Cho nên đó lý do tại sao mà khán giả có một tờ báo Orange County Register học và công ta và hỏi cái cách mà làm thế nào để cho một cái giải pháp cho một cái thành phố ở trong California phá sản. Thì chúng ta đã biết cái những cái thành phố bị phá sản trong California theo mình biết là thành phố Stockton, yeah. Và cái county của San Bernardino, tức là quận luôn đó, cái quận San Bernardino ở gần cách đây 2-3 chục mile Riverside đó đã có một thời gian đã bị declare bankruptcy, hay là tuyên bố phá sản vào năm 2012, cho tới khoảng năm 2017 và mới bắt đầu mới hồi phục lại cái ra khỏi cái phá sản. Nhưng mà theo Hải hiểu chắc có lẽ là nghị viên Tài Đỗ trong cương vị là một cảnh sát viên thì nắm rất rõ cái tình trạng, cái tài chính và cái hoàn cảnh của cái quận San Bernardino bây giờ. Khải theo dõi tin tức thì Khải thấy bây giờ cái vùng đó giống như một cái vùng đất, xin lỗi rằng là đất chết, một cái thành phố me, một cái khu vực mà không ai muốn lập nghiệp ở đó nữa, có phải vậy không anh? Cái quận đó rất là lớn, quận như đất là như phải nói là lớn nhất ở California, tại đa số là cái nó sát cái sa mạc của bên Nevada, nên cái với lại Palm Springs, cái khu đó khu rất là nhiều đất và nhưng mà dân số rất là ít. Yeah. Thành ra ý Hải nói đây là giống như cái tác giả Moorlach này có nói đó, một khi mà cái thành phố mà trong cái bờ vực phá sản hay là phải khai phá sản, mặc dù dựa vào kẽ hở pháp luật hay là cái sự bảo vệ của pháp luật để khai cái tình trạng mà nó gọi là chapter 9 đó, để tránh bị siết nợ đồ này kia, nhưng mà không có nghĩa như vậy là giống như thị trường trí tài nói là không phải phá sản. Mặc dù anh có cái cách để anh né, anh thoát chết, nhưng mà cái tình trạng của anh nó không có phải là một cách mạnh khỏe, đúng không ạ? Một cách phồn thịnh giống như những thành phố mà chưa từng bị phá sản, có phải vậy không ạ? Cái thủ tục vào thập niên 1920 đó, lúc đó cái gọi là cái Great Depression, cái lúc đó mà như là Depression tiếng Việt là gì nữa? Suy thoái kinh tế. Suy thoái kinh tế rất là trầm trọng vào thập niên 20 của thế kỷ 20. Thì lúc đó thì chính phủ liên bang họ lập ra một cái luật để mà chống giúp đỡ những cái thành phố mà bị phá sản đó, nó gọi là Chapter 9, là cái bộ luật chính, là thứ 9 của cái bộ luật phá sản để mà giúp cho những cái người mà những cái chủ nợ đó, nếu mà thành phố thiếu nhiều tiền với những cái chủ nợ đó, những cái chủ nợ không có được tiền đòi tiền họ, tức là cho họ có cơ hội thời gian, cái phương thức để trả nợ, cho thêm thời gian để mà phương thức trả nợ. Nhưng mà trong cái tờ báo của Orange County Register cũng nói là cái thành phố Westminster thì nếu mà phải đối đầu những cái phá sản đó, thì thành phố Westminster không có thiếu nợ nhiều, mà cái vấn đề thành phố gặp vấn đề là cái không có đủ tiền để mà trả tiền cho nhân viên. Cho nên cái đó là một cái rất là nan giải, tại vì cái đó không phải là thiếu nợ mà phải có tiền để mà chi tiêu hàng ngày để mà trả tiền nhân viên để họ làm tiếp tục làm việc cho thành phố. Cho Hải thử nói một cách dân dã ví von như vậy, kính thưa quý vị, giả dụ như một cái công ty hay là cá nhân Hải đi, đúng không ạ,
Tức là mình hồi đó mình phung phí, mình mượn tiền, xài thẻ, mình mua bóp, mua xe xịn, đúng không ạ? Mua máy móc xịn, mất tiền tùm lum. Thì đến chừng mình khai phá sản, mình dựa vào pháp luật thì mình có thể chạy nợ, quỵt nợ những cái tay đó được. Nhưng mà giống như người viên tài đố nói, cái thành phố Westminster nó không có nợ những cái xa xí như vậy. Nó nợ tiền hưu bổng của nhân viên, đúng không ạ? Cái quỹ hưu bổng là phải trả tiền cho, tại vì những người đó về hưu họ dựa vào cái tiền đó để họ sống thì bắt buộc phải trả cho họ, không có quỵt được. Rồi giống như nghị viên tài đổ nói, nước lương nhân viên, lương cảnh sát anh cũng không quỵt được. Thành ra cái chapter này nó không giúp nhiều cho cái thành phố Westminster, có phải vậy không anh? Dạ, nó cái lưu cái tiền, cái quỹ hưu bổng là cái của California và employee public employee retirement system, gọi là CalPERS. Họ có cái tài sản khoảng 200 triệu, mà mỗi cái thành phố hay là những cái tổ chức hay là chính phủ nào đó họ muốn tham dự vô trong cái quỹ về hưu này đó, họ phải đóng ít nhất là phải 12% cho mỗi một nhân viên. Cho nên cái tiền này là cái tiền phải đóng vô. Tại ngày xưa đóng rất là ít, nhưng mà sau này CalPERS họ tính toán ra, họ biết nói gì về tất cả mọi người về hưu hết cùng một lúc. Mặc dù có họ 200 tỷ, mà họ hơn 200 tỷ nhưng mà không thể nào cái đủ tiền để trả hết. Nó gọi là unpaid liability, có nghĩa là cái tiền mà nếu mà tất cả mọi người thì quyết định về hưu là không có đủ tiền để trả, xã hội để trả cho tất cả mọi người. Cho nên họ mới tăng cái giá tiền và contribution để mà mỗi thành phố phải giống như mình trích cái tiền lương mình ra để dành cho sau này mình về hưu đó. Dạ, tại cái quỹ về hưu của tiểu bang California này nó rất là cao. Như là ngày xưa thì tôi có cái về hưu là phải là 5% ở lúc 50 tuổi, có nghĩa là 50 tuổi mình có thể về hưu, mà mỗi năm mình làm mình nhân cho nó 3%, có nghĩa tôi làm tới năm 20 tuổi tôi làm 30 năm rồi đó, cho chính phủ rồi đó, tôi có thể nhận 90% tiền lương. Thì cái 3% ở 50 tuổi hầu như là không còn nữa, tại vì cái đó nó quá cao đi, cái tiêu chuẩn nó quá cao rồi. Bây giờ không có thành phố nào mà cho cái đó hết á. Bây giờ thì nhân viên làm cho công chức, làm cho nhân cho chính phủ, bây giờ phải làm từ giống như con trai tôi, nó học vô trong cái gọi là cái tier 2, cái tầng lớp thứ hai, có nghĩa là phải làm tới 57,5 mới được 2.7% tiền lương, có nghĩa là 57,5 tuổi rồi mới được về hưu, và mỗi năm làm được nhân cho 2.7% tiền lương. Yeah. Thì cũng rất là cao, nhưng mà họ phải làm hơn 7 năm nữa và cái số tiền mà họ được nhận về về hưu nó lại thấp hơn. Cái quỹ về hưu của California nó rất là lớn, họ đầu tư vô rất là rộng, cho nên lúc nào nó cũng xanh xôi nảy nở rất là nhiều tiền, và họ rất là rộng rãi nữa. Những cái người mà về hưu á, một khi họ mất đi rồi, cái tiền đó có được đưa cho con lãnh thêm nữa. Khi về hưu là lãnh lương cho thân nhân. Dạ, cái tiêu chuẩn này rất là cao, mà cái vấn đề này không có thể nào giải quyết được bằng những cái cơ sở chính phủ của thành phố được hết á. Đây là một cái phải có cái bầu cử của tiểu bang họ mới quyết định cái đó được, cho nên tiếp tục cái đó hay là không. Thì bây giờ cái vấn đề này, chính phủ của thành phố không có được quyền quyết định hết, ai cũng phải trả 12% cho nhân viên. Nhưng mà nói chung là những người như Hải là thấy là ông Chí Tạ phải chịu trách nhiệm, phần lớn trách nhiệm về cái tình trạng tài chính thành phố Westminster, tại vì ông ta là nằm trong hội đồng thành phố trong suốt 20 năm qua, đúng rồi. Tức là qua bao nhiêu những cái cuộc bỏ phiếu, qua bao nhiêu cái quyết định đều có ông ta góp phần vào cái cuộc điều hành cái chính sách của thành phố. Thì bây giờ ông ta ra, ông ta khẳng định là thành phố không hề, sẽ không bao giờ phá sản, và ông ta còn kêu là thành phố có người nói với từng tuyên bố là mấy năm nay ông ta cứ khoe là thành phố thặng dư ngân sách, trong khi đó thặng dư là tại vì tăng thêm thuế, trong khi đó thực sự là mỗi năm thành phố đều thâm thụ ngân sách 10+ triệu nhờ cái tăng thêm 1% thuế mà mới trả đủ, có đủ tiền để chi trả, mà ông ta cứ rêu rao nói là dư, rồi bây giờ lại còn kêu là trong quỹ có dư mấy chục triệu đô la. Thì nghị viên nghĩ sao về cái trách nhiệm cũng như cái tư duy của ông Chí Tạ, và trong những năm nay ông ta có thật lòng có trình bày cho đồng hương mình biết sự thật về thành phố hay không?
Đây là không phải lúc để mà chỉ tay để mà đổ thừa, nhưng mà đây là những cái lúc mà chúng ta phải rõ ràng, minh bạch để phân tích rõ ràng, chứ không phải là tôi lấy cái cơ hội để chỉ tay hết á. Nói thật sự ra ông Chí Tạ, ông là thị trưởng, ông đại diện thành phố, nhưng mà ông không có thể nào toàn quyền quyết định được tất cả những hành chính á. Cái đó, những cái chuyện này á, những hành chính trong thành phố nó đều tùy thuộc vô cái quyết định của đại đa số, tức là ba người. Thì chúng ta đã biết thì bao nhiêu năm nay cái ông Chí Tạ là người thị trưởng, thì ông cũng là cái người mà nắm cái nhóm đại đa số rất là lâu, và bao nhiêu năm nay từ khi cách đây như là 1 năm, khi mà bà Kim Hồ đã bỏ, không có tiếp tay để làm việc để mà ủng hộ những cái nghị trình đối với ông Chí Tạ nữa, thì bây giờ đây là lần đầu tiên trong vòng 1 năm nay thôi là cái ông Chí Tạ mất cái sự ủng hộ của đại đa số. Nhưng mà chúng ta phải biết đây là những cái chuyện này phải giải quyết rất là lâu rồi, tại vì nếu mà thay 2020, nếu mà ông Chí Tạ đâu còn chưa còn bỏ phiếu để ủng hộ cái chuyện mà đưa cái nghị trình để cho cư dân bỏ phiếu vào năm 2020 để quyết định cái chuyện mà có phá sản hay không á, nếu mà cư dân bỏ phiếu chống lại đó, thì chúng ta vẫn còn cơ hội 2 năm sau để mà đưa nó lên lại một lần nữa, để yêu cầu cư dân giúp đỡ, để mà giúp thành phố để thoát ra cái trường hợp bị phá sản. Nhưng mà vì lý do chính trị cho nên cái chuyện đó không thông qua, cho nên nói mà lỗi ông Chí Tạ không thì cũng nói hoàn toàn không phải là 100% thì cũng đúng, nhưng mà nói mà không có thì cũng không phải là đúng luôn. Nhưng mà đối với tôi là cái người thị trưởng thì phải cái người phải là cái người lãnh đạo, là cái người để mà đoàn kết cái thành phố lại, đoàn kết những người dân miền biên lại, đoàn kết những cái sắc dân người Mỹ cũng như là người Mỹ gốc Việt lại với nhau, để chúng ta có cái tinh thần để mà phát triển thành phố. Cho nên đối với tôi cái đó mà nói đổ thừa cho ông ta không, trầm trầm để ông cánh hết cái đó không đúng. Nhưng mà ông phải nói là ông ta cái sự nghiệp chính trị của ông, trong thành phố Westminster rồi với ông Chí Tạ là ông đã làm được hai thập niên ở đây rồi. Nhưng mà chúng ta thấy những cái vấn đề mà hành chính gì mà đưa ra mà có thể mà có lợi cho thành phố được hầu như là bị bác đi rất là nhanh chóng. Những cái vấn đề giống như cái ADU để mà quản lý, để mà thâu thuế khách trọ đó, đó thì khi mà tôi đưa ra đã bị nhưng mà không được sự ủng hộ rất là nhiều, tại vì những cái áp lực phải thì họ phải ủng hộ những cái hotel industry. Thì thưa quý vị, Khải tiếp lời nghị viên Tài đối, đương nhiên giống như Khải đã từng trình bày, Khải đã giải thích, Khải hiểu rõ ràng cái vai trò, cái quyền hạn của các thị trưởng trong những cái thị xã này, thì Khải không bao giờ Khải nói là ổng là đầu tàu, ổng có toàn quyền để mà bây giờ quy hết trách nhiệm cho ổng. Nhưng mà rõ ràng Chí Tạ là đã suốt 20 năm nay là đều nằm trong hội đồng thành phố và ở trong cái vai trò lãnh đạo, tức là như nghị viên Tài đối nói, ông ta là nắm quyền đại đa số, đa số những người cây nghe lời ông ta thì cũng không thể chối bỏ trách nhiệm, đúng không ạ? Phải đưa ví dụ, giả dụ khi ông Lê Công Tâm mới đây ông nhắc đến cái chuyện cái cầu, là giám sát viên Trần Đức Nguyễn lúc đó có thể là xin được quỹ của quận rót xuống 2,5 triệu đô la. Khải không cần biết là vì lý do kỹ thuật hay là vì chính trị hay là cố tình hay ngu xuẩn, nhưng mà rõ ràng thành phố mất 2,5 triệu đô la thay vì cái tiền đó, đúng không ạ, có thể được đầu tư vào thành phố để xây dựng cái hạ tầng cơ sở. Lúc đó là cái nhóm dân cử trong hội đồng nghị viện thành phố lúc đó không có muốn cho bà Janet Nguyễn được được cái công Đó. là đem tiền tới đem tiền để xây cái cầu Đó. cho thành phố Westminster, cho nên họ tìm cách để mà làm cho bà mất cái uy tín, và Dạ. cái tiền đó lúc đó hoàn toàn mất luôn, 2 triệu mấy. Bây giờ là không có làm được gì hết, nhưng mà 2 triệu mấy lúc mười mấy Dạ năm về vâng. trước đó, nó rất là nhiều, có Quý thể vị xây được có cái tưởng cầu được, tượng, dạ. nó sẽ có thể xây được cái cầu đó, một khi mà xây cái cầu bắc qua cái con đường đô xa giữa Phước Lộc Thọ với cái chợ lúc đó là 99 ngày xưa đó, nó sẽ làm cái giao thông ở ngoài Giải đô tỏa. xa nó giải tỏa, nó không, người ta không có cần ngừng để cho người đi bộ đi qua nhiều nữa, cái sự dây giao thông nó đi ra rất là thoải mái, rất là lưu thông rất là tốt. Nhưng mà cái chuyện đó đã ngoài ra đã nó đã không được xảy ra, tại vì sao? Tại vì đối thủ chính trị là họ kênh nhau, họ tìm cách để dìm nhau. Thì cũng cái vấn đề tôi cũng vậy, tôi lý do tôi
muốn đi ra tranh cử năm 2018, mà tại sao tôi rất là các thương cư cái thành phố này, tôi rất là quý mến những người dân trong đây, tôi rất đi ra tranh cử là sao tôi muốn, tôi cảm thấy họ bị khi dễ bởi những cái lời nói không đúng sự thật, cho nên tôi vô đây tôi đem những cái lời sự thật vậy cái rõ ràng mình tật ra để đưa cho tất cả cư dân thôi. Thì như anh biết hồi đó giờ tôi nói gì, cái gì tôi đưa ra đều đúng sự thật 100% hết, nhưng mà nó rất là khó nghe, tại vì đó giờ chưa có ai mà dám nói những sự thật như vậy hết á. Thì đây bây giờ vấn đề chúng ta nói về cái cơ hội thành phố có thể bị phá sản, không phải là để mà gây rối hay đánh phá hay đêm, mà đây là cái sự việc nó có thể xảy ra trong tháng 11 này. Thì chúng ta không biết là cư dân có thể họ có tiếp tục để mà cho bỏ phiếu để mà chấp nhận hay không, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để mà đối đầu với đó. Nếu mà cư dân mà bỏ phiếu để mà chấp nhận cái tiền thuế được thì rất là tốt, ok, nhưng một khi mà cho những cái nhóm người và dân cử kế tiếp họ phải phát triển thành phố để mà không có tùy thuộc trong tiền thuế nữa, mặc dù họ 20 năm cũng như là 6 năm xảy ra rất là nhanh, 20 năm sẽ xảy ra rất là nhanh, chúng ta phải có kế hoạch để mà đương đầu với đó, chứ không thể nào mà tùy thuộc thôi cứ ok tiền thuế của dân là tiếp tục như vậy không được nữa. Và chúng ta phải chuẩn bị nếu mà cư dân không cho phép để mà thu thuế thì chúng ta phải làm sao, chắc chắn là chúng ta phải đương đầu với nó, phải săn tay áo lên mà đương đầu với đầu nó. Tiên đó là phải khai chấp từ nay, giống như cái ông Morales này ông đã trình bày chấp từ nay khi nào mà bắt đầu thiếu tiền, có nghĩa là một năm sau. Dạ, trong vòng một năm là đã. Dạ. Nhưng mà chúng ta thấy là tất cả những thành phố mà đã khai phá sản á, một khi mình họ thấy một hai năm sau họ khôi phục lại, tại sao lúc đó là tất cả mọi người phải đương đầu với sự thật, không có thể nào mà chối cãi được hết á. Chúng ta không vậy, ai cũng vậy, khi chúng ta không còn tiền xài nữa, không còn tiền để mà xây sở, lúc đầu chúng ta mới cắt bỏ những cái mà chúng ta không cần thiết một cách tuyệt để, thì lúc đó mình mới khôi phục lại được. Nhưng bây giờ có tiền xài rồi, không cần phải giống như tôi nói rất là nhiều, giống như là con cái mình cứ cho tiền nó riết rồi, nó không cần phải đi học, không cần phải đi làm, nó còn không cần phải lo lắng gì trong tương lai nó. Và cuối cùng là sao, một khi hết tiền rồi chúng ta sẽ thấy con cái của mình nó sẽ bị khổ sở. Cái đó là cái Khải muốn trình bày kính thưa quý vị, là ý Khải nói đó, tức là ông Chí Tạ ổng là vô trách nhiệm và ổng góp phần giống như nghị viên Tài Đỗ nói, tức là chối bỏ sự thật, lấp liếm, làm cho đồng hương cử tri không biết được sự thật, thành ra cứ ảo tưởng, cứ cho là mọi thứ là đang rất là bình thường, rất là đúng mặt thành phố rất là dư giả phồn thịnh, trong khi đó trong vòng một năm là giống như chúng tôi trình bày, là chính cái ông Morales này, một chuyên gia, một chính trị gia rất là có uy tín, người ta đã nhận định như vậy. Và lý do tại sao những người như Khải chống đối lên án những ông dân cử gốc Việt như thị trưởng Chí Tạ, là cho phép Khải đưa một bằng chứng nữa, là ngoài cái vấn đề mà Khải nói, cái chuyện mà cái cây cầu nó là chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta thử đưa ra một loạt những cái chuyện khác, giống như nghị viên Tài Đỗ mới nói, nếu mà và ông ta mà coi như là trong đó kể cả những người mà bây giờ ra tranh cử chức thị trưởng mà là nghị viên cho Liên Nguyễn Mạnh Chí là ủng hộ thị trưởng Chí Tạ, tôn vinh sùng bái cái đường lối chính sách của Chí Tạ, đúng không ạ, tung hô Chí Tạ, thì bây giờ Khải muốn nêu ra để cho quý vị thấy đồng hương có nên tiếp tục ủng hộ họ hay không, để Khải dẫn chứng cái thành tích, cái quá trình cống hiến của họ, phục vụ của họ, hay là ăn tàn phá hại. Bây giờ ngoài cái chuyện cây cầu, giống như nghị viên Tài Đỗ nói, nếu mà họ đưa cái vấn đề dự luật SS ra trước năm 2020 thì thành phố Westminster đã không mất 4 triệu đô la. Bây giờ chính bà tổng quản trị và các chuyên viên trong thành phố đã khẳng định là thành phố ít nhất sẽ bị thất thu trên 4 triệu đô la, đúng không ạ, vì họ đưa ra cái dự luật này trễ. Và qua quá trình xây dựng đồn cảnh sát, cái bãi đậu xe gần 100 triệu đô la, rồi đền bù những nhân viên trên 10 triệu đô la, và coi như là đòi mướn những người như Tyler Diệp, như ông trước đó là ông Trung Thái, đúng không ạ, có nghĩa rồi đòi bán, đòi đập cái tòa thị chính để giao cái chuyện mà đầu tư cho một người bạn mà Khải đã trình bày hoàn toàn không có tài chính, không có kinh nghiệm, không có cơ sở vật chất, không có công ty thực sự,
chỉ đưa cái hợp đồng khống để cho ông này ông đi sang tay, ông kiếm lời thôi. Những cái chuyện đó có lợi cho thành phố hay không? Và cái đó là đến ngày hôm nay thì họ, mặc dù họ rút tên ra khỏi cái ủy ban đó rồi, nhưng mà rõ ràng ai cũng biết cho đến ngày hôm nay, cho đến tuần trước, mới hôm qua, hôm kia, họ vẫn còn tiếp tục ngồi với ông Trần Thái Văn, đúng không ạ, trong cái ủy ban là xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị. Mà bây giờ cái ủy ban đó lại đi thưa thành phố, mà như ông nghị viên Tài Đỗ ông nói, tốn kém có thể lên đến cả triệu đồng cho thành phố. Mà họ biết thành phố đang trong tình trạng phá sản, thì nghị viên nghĩ sao về cái vấn đề này? Nghị viên có biết chuyện này hay không ạ? À, cái vấn đề mà cái hội, cái nhóm mà của ông Trần Thái Văn, cái ủy ban mà xây dựng cái tài, và ông cha Lê Nguyễn Mạnh Chí là một ủy viên, một thành viên trong đó, ông ta giả vờ rút tên nhưng mà ai cũng biết rõ ràng họ là cùng trong băng nhóm đó. Dạ, cái vấn đề tôi đã đưa ra vào tháng năm ngoái rồi, cái vấn đề mà conflict of interest và mâu thuẫn quyền lợi, xung đột quyền lợi. Thì có một số người trong cái truyền thông báo chí của người Việt có gọi điện thoại hỏi tôi về cái vấn đề cách đây vài tuần, hỏi tôi có biết là thành phố đã bị cái ủy ban xây dựng cái tượng đài tài chính của thành quản tiền truyền của ông Trần Thái Văn đó đã thưa thành phố hay không. Thì lúc đó là tôi hoàn toàn không biết gì hết á. Khi mà tôi nghe rồi tôi hỏi, chứ nếu mà quý vị mà có cái bản đơn mà truy tố đã làm cho tòa án rồi đó của những nhóm ủy ban của ông, cái đơn kiện, đơn kiện đó của ông Trần Thái Văn, thì làm cho tôi cái tòa án một bản thì họ gửi tới, thì tôi thấy trong đó nó có cái ngày mà họ họ nộp đơn cho tòa án đó là ngày tháng 7, ngày 20, ngày 20 tháng 7 vừa rồi. Thì chúng ta nên biết đó là cái đơn kiện của cái nhóm của luật sư của cái nhóm ủy ban tài chính, tức là xây dựng tượng đài tài chính của thành trị của Trần Thái Văn, đã viết thư gửi thành phố vào đầu năm nay. Thì rồi thì thành phố đã reject cái claim đó, gọi cái claim đó là rồi là 100 ngàn. Thì thành phố đã rất là nhanh chóng hủy bỏ cái đơn đòi hỏi, hủy bỏ cái đòi hỏi của cái đơn kiện đó. Thì theo đúng luật tòa án thì cái người mà nộp đơn đó, họ có quyền 6 tháng sau họ có quyền đem cái đơn nó đi ra ngoài tòa và thưa tạm sự. Thì cái ngày mà hết hạn cho cái đơn đó được đem ra tòa thưa đó là khoảng ngày 28 tháng 7. 28 tháng 7 vừa rồi đó, thì họ nộp đơn vào ngày 20 tháng 7. Thì thêm một số người có hỏi tôi là thành phố có nhận cái đơn kiện đó chưa, thì theo tôi biết được đó, thành phố chưa có nhận cái đơn kiện của cái nhóm ông Trần Thái Văn. Cái thì ở đây biết rồi, một khi anh thương người nào đó anh có thể nộp đơn điều thương họ ở trong tòa. Nếu như mà nếu mà anh không có đưa cho họ một cái copy đó, nó gọi là serve, anh không có giao và báo họ biết là anh thưa họ đó, cái đơn kiện nó hoàn toàn không có hợp lệ. Là không có hiệu lực, không có giá trị, tại vì anh không có báo bên kia là thưa họ. Thì trong đây cái vấn đề này bây giờ như vậy, thành phố hoàn toàn chưa có nhận được cái đơn kiện. Nếu vậy họ có bao nhiêu ngày để họ phải thông báo cho quý vị? Không, hình như tôi không biết là bao nhiêu ngày. Thì như nó có cái ngày giới hạn, nhưng mà đối với tôi thì không tôi được biết là thành phố chưa được nhận được cái đơn kiện của với nhau và cái ủy ban đó, cho nên cái đơn kiện nó chưa có hiệu lực. Thì mọi người, một số người có bình luận thì họ nói với tôi, thì cố vấn pháp luật họ nói với tôi đây một cái vụ kiện rất là khó thắng, không phải nói là không đối với phe ông Trần Thái Văn đó. Rất là khó thắng, thì phải chứng minh là cái thiệt hại như thế nào, hoặc là thành phố làm sai cái gì. Anh xin phép tôi, anh xây một cái tượng trong cái thác nước trong cái nhà của tôi, xong rồi anh đem mua đồ anh đem tới, tôi nói không, giờ tôi quyết định tôi không cho anh xây. Đó thì anh thì bị thiệt hại cái gì, anh xây cái đó xong cho tôi cái đó luôn. Nếu mà tôi không cho anh phải xây cái đó thì anh phải chứng minh làm sao bị thiệt hại cái gì. Anh hiểu tôi nói không? Cái không phải là nó không, đây tôi đây tôi nói không phải là cái sự kiện nó hoàn toàn không có cơ hội để mà thắng, nhưng mà cái cơ hội để mà chứng minh mình bị thiệt hại nó rất là phải nói là rất là khó khăn. Tức
Tức là giống như nghị viên tài đổ nói, ngoài cái phần mà phải chứng minh là thành phố là đã hủy hợp đồng, đã vi phạm hợp đồng, đúng không ạ, đã phạm lỗi, có lỗi, thì họ cũng phải chứng minh là nếu mà trong cái vì lý do mà thành phố vi phạm hợp đồng là gây thiệt hại gì cho họ. Chứ còn nếu mà cái bia không bỏ dừng cái bia trong cái công viên tự do được thì đưa lên San Jose thì có thực sự có cái sự khác biệt mà gây thiệt hại to lớn gì không? Nhưng mà thưa nghị viên, nếu vậy thì tôi xin nói là giải thích thêm là cái vấn đề mà thành phố đình chỉ cái dự án đó là để chi đình chỉ dự án đó để cho tất cả những người cựu quân nhân ở miền Nam California có việc họp mặt để mà cho thêm ý kiến cho lại ủy ban xây dựng tình đại tế nhiệm của thành quản trị của ông Trần Thái Văn. Ngoài ra chúng tôi không có phải là muốn đình chỉ cái đó cách bình biển, nhưng mà không biết tại sao chuyện nó xảy ra quá ấy đi rồi tình đại tình đại sẵn rồi đấy. Đó là những chuyện nó xảy ra. Thì có lẽ Khải nghĩ là đồng hương mọi người cũng đã rất là rõ ràng cái sự việc này rồi, đúng không ạ? Giống như Khải có trình bày thôi, mặc dù nói là thay đổi quyết định, nhưng mà cái đó nó có nằm trong cái quyền hạn luật cho phép thành phố làm như vậy hay không, nó có vi phạm hợp đồng hay không, đúng không ạ? Rồi chưa kể là vi phạm pháp luật hay không và có gây thiệt hại hay không. Thì bây giờ trở lại vấn đề, bây giờ nói là thắng thua khoan nói, nhưng mà ở một cái góc độ mà một cái người bình thường người ta nhìn vô, người ta giống như những cái chương trình radio khác người ta cũng đặt câu hỏi rồi, tại sao anh là thị trưởng, anh là đương kim nghị viên, đương kim thị trưởng mà anh lại đi kiện thành phố. Khải xin lỗi, dẹp cái chuyện đó là tôi đã từ chức, không còn trong cái ủy ban đó nữa. Tại xin lỗi đối với những người như Khải, đúng không ạ? Cut through the chase, cái chuyện đó là vấn đề mà kỹ thuật anh xạo sự thôi, chứ ai cũng biết là mấy anh vẫn cùng nhóm với nhau. Và đối với Khải là quý vị vẫn đang kiện cái thành phố mà quý vị đang là thị trưởng, đang là nghị viên. Khi mà nhắn lại cái vấn đề mong thuận quyền lợi thì tôi cũng xin nhắc lại trong một cái bữa họp vào tháng 10, cuối cùng vào tháng 12 năm vừa rồi đó, vấn đề thì được đưa ra thì tôi đã nói trong cái bữa họp rất là rõ ràng rồi. Tôi đặt vấn đề này, mong thuận quyền lợi là sao? Ông Chí Tạ và ông Nguyễn Mạnh Chí là hai người trong, là hai cái thành viên của trong cái ủy ban xây dựng tương lai cho việc của thành quản trị cũng của nhóm ông Trần Thái Văn. Thì tôi hỏi đặt vấn đề ra ngay lúc đó, tôi nói là tôi không nghĩ là hai ông này có quyền tham dự vô cái quyết định của thành phố để cho phép cái việc xây dựng cái tượng đài đó. Tại vì sao nó mong thuận quyền lợi là sao? Giống như anh là người trọng tài, anh vừa đá banh luôn, anh vừa thổi còi để bắt bạc những người trong cái trò chơi đó. Tôi nói, tôi đặt vấn đề ra là tôi nói anh, nếu mà cái vấn đề này có cái chuyện gì xảy ra rồi đó, thì nếu mà cái ủy ban mà xây dựng tượng đài trái chính của thành quản trị đó lại đi thưa thành phố, thì hai cái người thành viên này có được, có quyền quyết định phải đối đầu với cái đơn kiện như thế nào hay không? Tôi rất là không hài lòng khi mà ông luật sư của thành phố lại nói là đây là những cái mà việc làm chuyện của mình không lấy tiền, cho nên không có thể nào mà không cho hai người này, hai thành viên này giữ như trong cái cuộc họp của hội đồng nghị định thành phố. Thì tôi thấy rõ ràng là trong mình biết cách quản lý của thành phố, chính phủ, mình biết cái trách nhiệm và mình biết cái gọi là cái risk management, biết cái quản lý cái may rủi, để biết cái chuyện may rủi này nó sẽ xảy ra, cái xác suất cái chuyện này nó có thể bị thưa, họ sẽ thưa thành phố mà hai thành viên này sẽ là cái người quyết định, có nghĩa là bây giờ anh phục vụ cho bên nào, hai người này là hội đồng nghị viên thành phố, một người là thị trưởng, một người có là phó thị trưởng thì ông ta sẽ phục vụ cho thành phố, bảo vệ quyền lợi của thành phố, hay là ông ta, hai người này sẽ ủng hộ cho cái quyền lợi của cái ủy ban thành lập cái tức là phe nhóm của họ, tượng đài tái chiếm của thành quản trị. Tôi đặt vấn đề rất là rõ ràng, mọi người cái ông luật sư thành phố tức là ông nói là không có gì mà mâu thuẫn quyền lợi hết. Bây giờ tất cả mọi người thấy cái sáng mắt rằng những gì tôi đưa ra lúc đó là đúng sự thật. Bây giờ cái chuyện mà mặc dù thành phố chưa có nhận được cái đơn kiện, nhưng mà cái chuyện đã đang xảy ra,
Và nhưng mà thưa quý vị, cái đó là lý do tại sao quý vị thấy Khải trong mấy năm nay cũng làm việc với nghị viên tài đổ cũng phỏng vấn, và chúng tôi cũng có những cái sự tương đồng, đúng không ạ? Đồng tình với nhau ở một số điểm là như vậy. Không phải chúng tôi phe nhóm mà là kéo bè kích đảng gì hết, tại vì cái sự thật nó là như vậy. Chúng tôi chỉ, đúng không ạ, nêu ra sự thật và nhận định, trình bày những cái sự thật, những cái quy định pháp luật. Và như nghị viên tài đổ nói, cách đây cả năm nghị viên tài đổ đã thấy được vấn đề như vậy, nhưng những người này họ cứ lưu loa lấp liếm chối bỏ sự thật, và giống như họ biết họ sắp thua thành phố thì họ lại giả vờ rút tên ra khỏi cái ủy ban đó. Họ cho rằng là ồ, như vậy là họ coi như hoàn toàn không còn trách nhiệm nữa, họ có quyền thưa. Nhưng mà kính thưa quý vị, hãy hỏi thẳng đồng hương, chúng ta ai cũng biết, đúng không ạ, nhìn vô là biết rõ ràng cái đó nó chỉ là vấn đề về technicality, đúng không ạ, về hành chính thôi. Chứ còn ai cũng biết quý vị vẫn còn trong băng nhóm đó, và băng nhóm của quý vị đang thưa chính thành phố của quý vị. Bây giờ là ví dụ mà đặt vấn đề ra như thế này, nếu mà cái đơn kiện đã được đưa cho thành phố, làm cho thành phố, thì cái vụ kiện này sẽ chính thức, và cái hội đồng ủy ban thành phố đó, nếu mà ông ta cái trí mà còn đủ số đông để ủng hộ ông ta, có thể là cái chuyện mà ông ta có quyết định lên thành phố trả 100.000 cho, hoặc là 10 triệu, 100.000 hay là hơn số tiền đó cho cái ủy ban của ông Trần Thái Văn, thì quý vị nghĩ sao? Nó không bằng ông mình chấp thuận thành phố phải trả tiền cho cái ủy ban mà mình đã ủng hộ, và cái điều đó hoàn toàn không đúng. Nhưng mà cái đó hơi phải là đặt vấn đề sao đi. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là hai người đó nếu mà họ không đồng ý mà không rút ra khỏi cái quyền quyết định và phải giải quyết cái vấn đề, tức là bỏ phiếu đó, thưa kiện như thế nào, thì thành phố không thể nào mà đá họ ra, họ đuổi hai người ra họp được hết. Họ tức là họ phải tự ý, xin phép không có tham dự vô. Đây là những cái mình tính chuyện mà nó gọi là đạo đức ngày nghề nghiệp. Dạ. Mình phải hiểu đây là những cái tự giác mình phải làm. Mà những cái người này đó họ có khuynh hướng gì, nếu mà không sai được tôi không làm, tôi không thể, tôi có quyền làm. Dạ, em biết không, giống như đến cái về những cái đạo, vấn đề là đạo đức, anh biết nó mâu thuẫn quyền lợi, nó có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của riêng cá nhân của anh, mà khi mà quyết định trong thành phố thì anh phải tự chủ, anh phải xin phép và nói tôi không thể nào quyết định trong này hết. Giống như là những cái nhà anh mà cách một cái cơ sở thương mại nào mà thành phố phải quyết định đó, anh gần 500 phía thì 1.000 phía đó, anh không được quyền chính liếm vô, phải là có luật đàng hoàng. Đó, thì đây là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra, tôi đã đặt ra rất là lâu rồi, mà chưa khi nào mình thấy một khi một cái đơn kiện nó được nộp trên thành phố, lúc đó chúng tôi phải quyết định như thế nào và hai người kia sẽ quyết định như thế nào. Đây là cái vấn đề chúng ta hầu như là không biết nó sẽ như thế nào. Thưa quý vị, cái này tiếng dân gian mình gọi là mặt dày cố đấm ăn xôi đó, giống như là nghị viên tài đổ nói, thay vì luật phải công khai cấm thì họ mới không dám làm, còn không thì họ cứ lờ đi. Thì bây giờ trở lại vấn đề là chúng ta thấy rõ ràng như vậy, thì quý vị sẽ thấy là họ vì quyền lợi cá nhân, vì quyền lợi của phe nhóm, hay là vì quyền lợi của chúng ta, quyền lợi của cộng đồng, quyền lợi của thành phố. Bây giờ trở lại cái vấn đề tượng đài. Bây giờ nếu vậy thì cái tượng đài mà cái ủy ban thứ hai mà do thành phố ủng hộ đó, thì bây giờ Khải vẫn nghe còn lấn cấn là cái chuyện tương lai vẫn còn chưa có thể xây dựng được. Thì nghị viên tài đổ có thể cho biết thêm về cái tình hình cũng như là cái quyết định của nghị viên và những cái tiên đoán dự liệu của nghị viên. Thì trước khi tôi trả lời câu hỏi đó thì cũng nói thêm về vấn đề mà thưa kiện á. Tôi hy vọng, không biết là nếu mà họ có cái ủy ban tài chính cổ thành quản trị đó, họ có muốn có nộp cái đơn thành phố hay không, nhưng mà họ nộp đơn tôi rất là hy vọng tất cả mọi người trong hội đồng ủy ban thành phố và những thành viên cũ thành viên của hội đồng xây dựng tương lai tài chính của thành phố quản trị là họ ý thức để mà họ làm những điều đúng phải làm, không cần phải hội đồng ủy ban thành phố phải ép họ làm những cái chuyện họ cần phải làm. Đó là cái ý muốn tôi không có muốn cái chuyện đặt một cái vấn đề ngay cả nữa, tại vì đây chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi, tất cả mọi việc đã được thay đổi rồi, nó không cần phải là tiếp tục mà làm cái chuyện này để mà gây
đấu đá. Riêng những cái đấu đá không cần thiết nữa, chuyện đó nó đã xong rồi. Thì xin là trả lời cái câu mà anh Khải vừa đưa ra, nó nói về cái vấn đề mà các em bị cái tồn tại tài chính của thành phố, thì mà trong cái nhóm của công nhân của Nam California, chúng ta đã quyết định và đã thành phố Westminster đã chấp thuận cái design đó rồi, cái thiết kế đó rồi. Yeah. Đó thì bây giờ đang tìm chỗ để mà an vị. Thì tôi xin nhắc lại cái lúc mà ông Calognazzo là cái người mà ông đã đề nghị ra, đúng không? Ông chấp nhận là không cho xây cái tượng đài tái chiến của thành hoàng trong cái công viên tự do nữa, tại ở chỗ đó là quá nhiều rồi. Cho nên ông đề nghị lập trong cái ủy ban của công viên, ủy ban của công viên chuyên môn và quyết định nên cho những cái tượng đài, những cái monument nào xây trong những công viên nào. Thì lúc đó những người dân trong thành phố mà họ không nghĩ đến cái tầm quan trọng của nó, những người của công nhân cũng không nghĩ là cái tầm quan trọng của ủy ban đó, cho nên họ chỉ bỏ tên vô để xin vô làm trong cái ủy ban xây dựng tượng đài tái chiến của thành phố thôi. Cho nên cái ủy ban và công viên đấy mình chấp nhận để chọn cái địa điểm, chọn địa điểm cho cái tượng đài đó, không ai xin đơn vô hết, nộp đơn vô hết, cho nên cuối cùng thành phố phải hủy bỏ cái ủy ban đó. Thì sau khi mà thành phố đã chấp thuận cái thiết kế đó rồi đó, thì bây giờ cái người mà không ai quyết định, không ai dám quyết định để mà đem một cái đất công viên này mà xây cái tượng đài hết đó. Thì bây giờ là ông Nguyễn Đình Chí cũng tham dự trong những cuộc bàn cãi rất là nhiều, nhưng mà lúc nào họ bỏ phiếu trắng đó, không có viện lý do, không có muốn quyết định để mà tìm cái chỗ để ăn để công viên nằm hết. Thì ông Carlo Manzo lúc trước là ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà sau khi cái vụ bãi nhiệm nó đã xong rồi đó, thì cái thái độ của ông ta khác đi hoàn toàn. Thì trong cái buổi họp cách đây vài tuần đó, thì khi bà Kim Ngân nhắc lên cái vụ đó đó, ông Carlo Manzo phản ứng rất là mạnh. Ông đòi, ông nói là ông thách mọi người là cứ bãi nhiệm tôi đi. Thì đây là cái vấn đề mà nếu mà không có ông Carlo Manzo để mà ủng hộ, để mà an vị cái tượng đài trong một cái công viên để mà xứng đáng, để mà đối với tôi nói rất là nhiều lần này, cái trận chiến của mọi chuyện rất là hào hùng đấy. Nhưng mà đối với tôi đó, an vị cái tượng đài trong một công viên để con cháu chúng ta nhìn thấy cái công lao lập an cư lập nghiệp của chúng ta, của tổ tiên họ đã tới đây an cư lập nghiệp, đã bỏ xứ ra đi an cư lập nghiệp ở đây, và có xây một cái tượng đài trong công viên này, tất cả mọi người tới đấy, đây là cái công lao của người đầu tiên tới cái mảnh đất Westminster này bao nhiêu năm nay, biến cái mảnh đất này từ là một cái ruộng vườn dâu của người vườn cam mà thành một cái nơi rất là phồn thịnh, nhà cửa gần 1 triệu đồng trở lên, không mà không có nào thấp hơn cái đó, hơn 40% là điều kiện rất là phồn thịnh. Đó là cái mà cái niềm tự hào của cái công lao của người Việt Mỹ công việc ở đây. Đối với tôi điều đó nó quan trọng rất là nhiều. Đó là cái tôi xin người cư dân của Westminster Mỹ cũng như là người công việc xin một miếng đất nhỏ trong cái thành phố cũ này trong viên để mà xây cái tượng đài lên để tưởng nhớ cái công lao của chúng ta tới đây để làm. Thưa quý vị, đương nhiên cái chuyện mà nghị viên tại đỗ nêu lên về cái vấn đề nghị viên Carlos Manzo mà thay đổi lá phiếu đó, thì chúng ta còn nhớ là trước đó là luôn luôn có mà, và bởi vậy quý vị mới bị gọi là dán cho cái mũ là tam nhân bang thế hệ 3.0, ví dụ như vậy đó. Tức là những người của phe Trần Thái Văn gọi quý vị là tam nhân bang là tại vì lúc đó là nghị viên Carlos Manzo thường bỏ phiếu đồng thuận với nghị viên tại đỗ và nghị viên Kim Lê Hồ mà khởi đầu từ cái những cái dự án xây dựng tượng đài, đúng không ạ? Mà quyết định đình chỉ cái không giao cho cái nhóm Trần Thái Văn cái quyền mà dựng tượng nữa, mà lập ra những cái ủy ban mới.
Nhưng mà kính thưa quý vị, giống như Khải cũng hiểu, that's why là đó là lý do tại sao tháng trước Khải đã nói rồi, đúng không ạ? Chúng tôi đã đưa ra cái tiên đoán là nghị viên Carlos Menzel sẽ quay xe, tức là ông ta không có nhu cầu để mà phải đồng thuận, để mà xây dựng tượng đài cho người Việt nữa. Và ông ta cũng bất cần, ông ta không có sợ, ông ta vì ông ta đâu cần phiếu người Việt, mà ông ta cũng cần phải lấy lòng những cái người gọi là bỏ phiếu cho ông ta. Và có thể những cái người đó họ cũng không có ủng hộ cái xây dựng tượng đài. Nhưng mà cho phép hỏi, nếu mà trong thời gian một tháng này, nghị viên tại đó còn nhớ là cử tri, trong đó dân bản xứ, người da trắng rất đông người, người ta đến, người ta làm áp lực để mà quý vị cuối cùng phải thay đổi cái lá phiếu để mà đồng thuận thông qua bỏ cái dự luật SS lên trên cái ballot để mà đưa ra trưng cầu dân ý. Thì Khải hỏi Đồng Hương, tại sao ông Chí Tạ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí lại tiếp tục nêu viện những cái lý do để mà không bỏ phiếu đồng thuận với nghị viên Tài Đỗ và nghị viên Kimberly Hall? Bây giờ khoan nói chuyện ông Carlos Menzel đi, ông là người Mỹ mà, ông không có nhu cầu phải dựng tượng đài cho người Việt. Nhưng mà tại sao thị trưởng Chí Tạ và nghị viên Tài Đỗ trước đây thì nói là ồ, cần phải dựng tượng để mà vinh danh cái cuộc chiến tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Nhưng mà bây giờ họ chống, cái lý do đơn giản chỉ vì là người khác làm chứ không phải họ làm. Có nghĩa là cái công ai được tân công, ai được gọi là credit mới là quan trọng, đúng không ạ? Chứ họ không quan tâm đến cái chuyện có xây dựng tượng đài cho cộng đồng hay không. Thì Khải nghĩ nếu mà trong tương lai, nghị viên nghĩ sao nếu mà bây giờ cộng đồng thật sự muốn có tượng đài và làm áp lực để hai ông Chí Tạ và ông Charlie Nguyễn Minh Chí ông phải bỏ phiếu để mà xây dựng tượng đài chứ? Cái vấn đề rất là dễ. Ông hai người này là dân cử đại diện tất cả cư dân trong thành phố Westminster. Thì tất cả nếu mà quý vị muốn một cái tượng đài xây đi ra ở đây thì rất là dễ dàng, có thể liên lạc thẳng hai người đó, nói gọi điện thoại, gửi email với trong những buổi họp của hội đồng nhân dân thành phố để mà kêu gọi ông ta để mà bỏ phiếu. Tại vì hai người này đều là phải tranh cử vào tháng năm nay. Nếu mà họ không có phục tùng cái nguyện vọng của người dân của chúng ta thì quý vị phải dùng cái lá phiếu này để mà trả lời cho những người dân cử này. Tại vì họ đối với tôi thì tôi nói rất là cái tượng đài này tôi muốn công cán gì trong đó. Tôi không muốn dính líu vào trong cái những bữa họp của những người cựu nhân trong cái ủy ban xây dựng tượng đài. Họ là cái những người mà có những nhân chứng sống, họ đã là tham dự trong cái trận chiến đó, họ nghiên cứu, họ làm những cái mà bằng mọi giá để cho nó biểu tượng được cái sự hào hùng của cái trận chiến đó. Tại cái trận chiến nó rất là oanh liệt, rất là nhiều người tử thương trong cái trận chiến đó, mà chúng ta thắng đánh cộng sản, đuổi ra khỏi cái cuộc tình hoàn thiện. Có cái niềm tự hào tất cả mọi người. Và đây là cái vấn đề, thêm một vấn đề là chúng ta đã xây cái tượng đài ở trên cái thành phố Westminster, trong cái công viên á, bằng cái sự biểu hiện sự thành công của người Việt chúng ta. Tất cả mọi người, không phải một người dân cử nào mà phải cần cái tốc công rồi này. Họ cái công là sau này con cái chỉ nhìn thấy, con cháu sẽ chỉ nhìn thấy 100 năm sau, 200 năm sau, 500 năm sau họ nhìn thấy có cái tượng đài công của tổ tiên chúng ta đã xây ra. Rất là nhiều người bỏ công vô tại nguyên một cái cộng đồng hợp tác với nhau để mà làm này ra, rất là dân chủ, không phải là cái nhóm Serbian nào hết á, mà những người không phải cái dự án của riêng ai hết á. Đó đây là cái sự chúng ta đã kêu gọi sự ủng hộ của những dân cử trong thành phố. Họ nói họ là ủng hộ vì việc ủng hộ tinh thần chống cộng sản, và đây những cái chuyện cần phải làm thì nên làm. Anh biết rất là rõ ràng, nó không giờ mà ra mà liên lạc với tất cả mọi người trong cái ủy ban tái chiếm cổ thành Quảng Trị, anh không có liên lạc với họ để mặc dù họ mà lấy công vậy đó, chuyện họ làm họ cần cái gì thì họ tôi giúp, không thôi không giúp gì hết, không có nói gì hết đó. Thêm cái vấn đề đó ở đây đó, anh nói vấn đề mà ba người là tam nhân bang mới là chống lại cái tượng đài cũ không, thì cái chiến thuật của cái thế giới chính trị gia trong cái thành phố này bên năm nay là cái chính trị gọi là shame, nghĩa là làm cho xấu hổ, làm cho xấu hổ những cái vô khống chụp mục. Dạ, đó chúng ta phải đối với tôi những thấy những cái hình ảnh của mình chụp cái kiểu là rất là xấu xí, trắng đen nhìn vậy, nó không có
dữ dằn lắm đó. Mà tôi với ông Howard Nam rồi và cùng với họ bỏ lên chiếc xe điêu ho chạy đi khắp thành phố, nói chúng tôi nhìn sắp tương lai. Thì cái đây là những cái chiến thuật mà làm cho xấu hổ, làm cho sự bôi nhỏ của những cái nhóm người bộ máy chính trị trong trong cái vùng cam này. Chúng ta cần phải dẹp bỏ cái vấn đề. Đây là cái lúc chúng ta phải đoàn kết lại với nhau để mà lên tiếng. Chúng ta không có đồng ý cái chuyện đó, đem mình cái sự thật ra mà nói, đem mình những cái hay ra mà nói, đem những cái ra để mình đoàn kết với nhau, chứ đừng có biêu xấu và chia rẽ. Cái thành phố này là vì bao nhiêu năm như vậy rồi, đó là lý do tại sao chúng ta phải đối đầu với cái sự cái cơ hội phá sản mà hầu như là như một cái bom nổ một cách rất là bất ngờ cho tất cả mọi người. Cái chuyện đó ai cũng biết hết rồi, nhưng mà đây lần đầu tiên cư dân chúng ta mới biết được cái sự thật. Đó là người Việt đó, trong cái hội đồng nghị viện thành phố và mà họ quản lý cái thành phố này bao nhiêu năm nay, cái hậu quả có thể phá sản là có thể xảy ra trong tháng 11 nếu cư dân không bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên mọi người nói. Nhưng mà nếu mà tôi đã nói rất lâu rất trường rồi, cũng đem cái rõ ràng minh bạch trong thành phố để đưa ra để chỉ cho cư dân hiểu thôi, chứ phải chống đối ai nữa. Và, nhưng mà cái chuyện này được che giấu rất là kỹ bao nhiêu năm nay rồi, thì đây là lần đầu tiên nó được báo chí Mỹ đưa ra và báo chí người Việt cũng đã đưa ra một lần nhưng mà họ bị tấn công ngay lập tức, nói là nó làm đó. Thưa nghị viên, đó là sẵn cho Khải nói lên về một cái đề tài đúng ra là Khải chưa có chuẩn bị nói, nhưng mà như nghị viên tài đổ mới trình bày, kính thưa quý vị, khi mà báo người Việt nói lên sự thật thì lập tức bị chụp mũ, nói là fake news, bị lên án. Thứ nhất là mình đã nói qua cái đó rồi. Bây giờ Khải muốn hỏi nghị viên tài đổ, nếu vậy thì mình phải đặt vấn đề tại sao cộng đồng mình có cả chục đài truyền hình, có bao nhiêu chương trình radio, có bao nhiêu tờ báo, đúng không ạ? Truyền thông Việt là ngang nhãn 24/24, mà tại sao bao nhiêu lâu nay cho đến ngày hôm nay, sau khi truyền thông chính thống người ta đưa ra, báo người Việt đăng lên, mà một số truyền thông Việt ngữ vẫn không dám trình bày cho độc giả, khán thính giả người Việt của họ biết sự thật, tức là họ tiếp tay bưng bít che đậy sự thật, có phải vậy không? Tôi xin trả lời ngắn gọn như thế này. Tất cả những truyền thông báo chí ở cam này đó, tất cả những đó là những cái cơ sở thương mại. Thật sự nói cái nhiệm vụ của họ để không phải là đưa tin mà là entertainment, nghĩa là làm tức là giải trí, giải trí và kiếm tiền, chứ không phải là truyền thông chính thống chứ thực sự không. Cái chuyện đó là phải chấp nhận, không có gì sai đó. Đối với tôi không có gì sai đó, tại đó là cái business của họ, cái cơ sở thương mại của họ, họ cần phải quảng cáo và đưa những cái giải trí cho tất cả mọi người coi, những tin tức đó là những cái gọi là cái service thôi, cái đó là cái trách nhiệm dịch vụ để mà phục vụ cộng đồng thôi. Chứ ngoài ra cái trách nhiệm mà đưa tin mà chính xác đó, nó không phải là trách nhiệm của họ. Nhưng mà thưa nghị viên, cái đó là Khải không dám lên án, nhưng mà sẵn hôm nay Khải muốn nêu vấn đề ra để đồng hương, khán giả lưu ý, quan tâm và hiểu rõ cái sự việc nó là như vậy. Giống như nghị viên tài đổ nói là chúng ta phải xác định, nếu vậy họ chỉ là những dịch vụ, đúng không ạ? Tức là làm những công việc gọi là truyền thông báo chí để kiếm tiền, kiếm cơm, để phục vụ, để kiếm tiền thôi, chứ không thực sự là một cái cơ quan truyền thông đúng nghĩa mà theo, nếu mà những người có đi học báo chí truyền thông hiểu, đúng không ạ? Tức là cái trách nhiệm, cái mà thiên chức của một người làm truyền thông. Nó có hai nhóm truyền thông báo chí đây, thì nhóm những cơ sở thương mại đó, và họ làm cái tin tức giải trí, chương trình giải trí để giúp vui cho tất cả những người cộng đồng của chúng ta, họ lấy quảng cáo để mà họ trả tiền cho đài. Một nhóm nữa, cho nên những người mà dân cử đó phải trả tiền mới lên trong những cái đài, tức là cũng như khách hàng của họ thôi. Đúng rồi, khách hàng, nhưng mà bởi vì phải có tiền mới lên nó được. Và một không những cái đài mà không cần quảng cáo, không cần phải là một cái cơ sở thương mại, đây là những cái mà họ muốn nói gì cũng được đó, nó không có cái sự quản lý trong đó. Đây là những cái YouTube channel mà lúc nào họ thích, họ phải tech side, họ theo thương viện một bên,
để mà họ tấn công một bên thôi, chứ mà nghe một chiều thôi. Đó là công cụ của những dân cử ứng cử viên. Đúng, cái chuyện đó nó có đã và đang xảy ra. Đây là những cái công cụ mà họ dùng để mà nói sai sự thật, để tấn công những cái người đối thủ viên đối thủ của họ. Đó. Cho nên đối với tôi thấy ở trường hợp báo chí người Việt nó không có cái truyền thông nào gọi là chân chính để mà giống như là cái dòng chính của Mỹ, truyền thông báo chí của Mỹ là họ đưa ra những tin có thật, nhưng mà mặc dù những cái đài lớn của Mỹ họ cũng thiên vị, nhưng mà CNN giờ này nọ đó lúc nào CNN thì có phần thiên vị nhưng mà không thể nào đặt điều bịa chuyện dụng chuyện. Dạ, khi mà nói về chính trị thì họ không thiên vị, nhưng mà những cái tin tức sự thật thì họ phải đưa ra sự thật thôi. Cho nên đây là một cái yếu điểm của cái cộng đồng của chúng ta, nó không có một cái cơ sở truyền thông báo chí mà đưa ra những cái tin thật để cho cư dân chúng ta biết để mà cái nào thật cái nào giả. Cho nên đối với tôi đó là một cái vấn đề là rất là khó khăn cho mọi người, nhất là cư dân chúng ta bị những cái truyền thông đưa ra những cái tin tức đưa ra mà không đúng sự thật, mà không có ai dám lên tiếng để kiểm chứng hết. Những người dân cử không ai dám đứng ra lên nói là những cái tin giả này cũng muốn chính tất cả, bởi biết đây những tin giả, điều này không có đúng sự thật, không ai dám lên tiếng như vậy hết. Cho nên tôi nghĩ trong tương lai tôi sẽ phải làm phải đứng ra, phải đối đầu những chuyện đó. Nhưng đây là những cái mà tôi đã nói bây giờ hôm nay rồi, đứng ra đến chính những tin này đúng hay sai thì chỉ những cư dân nếu phải sẵn cho phải hỏi luôn, đó là thành phố, hội đồng thành phố hình như trong đó có nghị viên, tại đó là cái người đưa ra cái nghị quyết nghị định đó lên án fake news, thì có một số người lại lên án quý vị, nói rằng là quý vị lạm dụng cái quyền lực, lạm dụng cái hội đồng thành phố để mà tấn công người này tấn công người kia. Thì nghị viên tại đó có thể giải thích thêm không? Cảm ơn anh hỏi câu hỏi đó. Khi mà nói những cái tin tức giả đó thì nó không có là chuyện đó là gọi là tự do ngôn luận, phải là tội. Nhưng cái vấn đề này á, luật pháp ở Mỹ nó nói rất rõ ràng là anh thấy nào, anh có thể dùng cái tự do ngôn luận mình đi vô một cái rạp hát đông người mà anh la lên trái nhà có thể gây hậu quả khôn lường, để làm cho người ta hoảng hốt lên, chạy lên đè bẹp lên nhau, họ bị tổn thương. Cái luật pháp nó không bảo vệ cái tự do ngôn luận kiểu đó. Cho nên cái vấn đề đây tôi đưa ra cái vụ mà tin giả đó là sao, họ nói mà cái mơ hồ là chống lại Phật giáo, ok, bà muốn dẹp bỏ chùa điệu ngự để mà xây một cái gọi là, xin lỗi, đồng chỉ trên cái chùa điệu ngự đó, muốn bắt bỏ từ đây chúng ta biết trong cái thập niên 60 ở Việt Nam như thế nào, có một cái người tổng thống lúc đó họ bị vu oan mà chống Phật giáo, rồi hậu quả của ông ta như thế nào chúng ta biết rồi, thì họ dùng cái đó để mà tuyên truyền nói bà ta để mà là chống Phật giáo để chi, để mà kêu gọi mọi người ký tên bản diện bà Kim Huy Hồi. Tôi với ông bà Kim Huy Hồi lúc đó không có bắt đầu ý kiến nhau, nhưng mà tôi phải lên tiếng cái đó tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng của bà ta. Chúng ta nên nhớ là chúng ta không thể nào mà nhớ là cái chính trị và cái đạo đó nó tôn giáo. Cho tôn giáo nó làm cho cái con người mình phản ứng rất là mạnh mẽ, có thể đánh nhau, có thể làm cho cực đoan quá khích. Dạ, cho nên tôi không thể nào mà đứng yên để mà để im cái chuyện đó mà tiếp tục xảy ra. Họ nói là ông Carlos Manzon là kỳ thị người Việt, cũng muốn dựng sập cái chùa, cũng muốn làm như vậy luôn, muốn đập đạp đổ cái tượng Đức Thánh Trần. Để nói ông ta vu khống cho ông ta là đã không có chấp nhận cái xây cái tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và Bồ Sa nói ông ta là muốn không có cho chùa xây bất cái bức tượng đó. Đây là những cái chuyện họ dựng lên mà chúng ta biết là kỳ thị chủng tộc là một cái vấn đề rất là lớn, và khi mà đưa ra như vậy á có thể tổn thương tới tính mạng của ông ta. Nhưng mà với những người đại diện cư dân, ta phải bảo vệ tất cả mọi người, ngay cả những người đối thủ chính trị hay là đồng biệt của tôi cũng phải có trách nhiệm để mà bảo vệ cho họ. Đó là do tại sao tôi phải đưa ra trong một cái hội đồng nghị viên thành phố để cho tất cả mọi người biết. Mấy người Mỹ đó, họ nói sao phải không? Tại sao tôi tốn nhiều thời giờ là mấy chuyện không có đặc án gì hết? Tôi nói xin lỗi quý vị, cái chuyện quý vị không biết cái gì, quý vị rất là bình an. Nhưng mà đây là những người Việt chúng tôi đại diện, 40% người Việt chúng tôi đang bị tổn thương vì những cái tin giả này, những tệ nạn, những cái tệ nạn. Tôi phải có cái trách nhiệm để mà lên tiếng để mà phản đối vấn đề đó, để chi tôi bảo vệ cư dân người Việt của chúng tôi trước. Ok, khi nào mà nó bảo vệ nó ảnh hưởng tới quý vị tôi cũng sẵn sàng lên tiếng luôn. Nhưng mà trong này
cư dân này có ai có ông Cao Lộc Đình rồi, không phải là người Việt, anh đồng ý không? Đó lý do tại sao tôi đưa ra những cái lập luận để mà lên tiếng phản đối những cái tin giả, bởi những cái tin giả này nó quá đáng, nó nổi là ảnh hưởng tính mạng của những người mà bị, tức là vượt cái lằn ranh cho phép, đúng, dạ, có thể gây hậu quả rất là nghiêm trọng, nó không còn là tự do ngôn luận, dạ. Cho nên đó tôi mới lên tiếng. Chứ ngoài ra hồi đó giờ họ nói tôi bao nhiêu lần rồi, tôi không giờ lên tiếng bằng dùng cái dân cử của mình, dạ, dùng trong cái làm dùng chức vụ, dạ, để mà lên tiếng mà họ phản đối, họ đã cách không phải cái mà họ vượt qua giới hạn cái tự do ngôn luận này, lúc đó tôi mới lên tiếng. Nếu vì thì có những cái tin đồn nói là vì nghị viên tranh cử chức thị trưởng với nghị viên Kim Liên Hồ, thành ra sẽ tìm cách chống phá để mà không cho cái dự án được thành công, thì nghị viên có thể cho biết là cái chủ trương giống như cái lá phiếu của nghị viên đối với cái tượng đài cũng như cái tiền liệu, và có những cái gì muốn lời cuối muốn chia sẻ về cái vấn đề mà dự án xây dựng tượng đài tái chúng của thành phố chị. Xưa cãi thì xưa tất cả quý vị khán giả, tôi cái gì tôi nói ra tôi hứa và tôi phải làm. Những lời tôi hứa là so là hà, đó là những cái tôi có, nếu mà tôi hứa mà tôi không làm còn uy tín trong cộng đồng, trong cuộc sống cá nhân của tôi thì không ai mà tin những người nói láo. Thì khi mà tôi đã ủng hộ cái vấn đề mà lập ra cái ủy ban dân chủ để mà thiết kế cái tượng đài tái thiết của đảng Quảng Trị, tôi đã hứa là sẽ không xây, ủng hộ cái chuyện xây cái tượng đài trong cái công viên của nó. Tôi ủng hộ cái tượng đài này xây ở công viên. Okay. Cho nên đó là lời hứa của tôi, và tất cả ba người bỏ phiếu trong đó, bà Kimberly Hồ, ông Caleb Mansell, ba người đều đồng ý cái lúc mà bỏ phiếu cho đó. Cho nên tới giờ bây giờ rất là nhiều người kêu gọi tôi phải đồng bỏ phiếu để mình đặt cái ăn cái tượng đài trong công viên tự do, tôi nói không. Tại vì sao? Tại vì đó là phải là lời hứa của tôi lúc đó. Đó là lời hứa của tôi là đặt trong công viên tự do như thế. Mà cái mục xây cái công viên đó là cái điều rất là lớn, rất là khó. Mà chúng ta xây được cái công viên có sự ủng hộ của hội đồng nhân dân thành phố, cái điều nó sẽ làm cho tất cả cộng đồng chúng ta hãnh diện rất là cực kỳ. Tại sao rất là khó làm được chuyện đó? Nên tôi nguyện thì tôi đã hứa là tôi phải làm đó, tôi không thể nào mà quay lại mà nói láo với lại cư dân nhiệt tình. Nếu vậy thì nghị viên nghĩ là cái dự án này nó sẽ đi đến đâu, và nghị viên có những gì muốn chia sẻ hoặc là muốn nhắn nhủ đến với cộng đồng hoặc là những đồng nghiệp của mình? Thì đây là cái thiết kế, đây là cái chương trình làm cho chúng ta có một cái tiếng nói, làm cho con cháu ta ở đằng vì chúng ta đã tới đây làm nghiệp. Nếu mà xây được cái tượng đài trong cái công viên, nó được một điều rất là hạnh diện lớn cho cộng đồng chúng ta, giống như là cái công viên của bà Mente xây dựng ngày xưa, chúng ta nhưng mà lên tiếng chống lại cái hội đồng trường học ở đây không cho mấy người Mỹ đi học chung với người bị trắng đó, thì họ được xây được công viên đó mấy chục năm sau. Thì chúng ta đã ở đây mấy chục năm nay rồi, chúng ta nên xin phép cư dân cho phép xây một cái tượng đài để mà tưởng niệm cái người cái công người Việt mình ở đây làm việc. Thì đó, đây là những cái tôi kêu gọi tất cả mọi người trong hội đồng nhân dân thành phố phải ủng hộ, nhất là ông Chí Đạt và ông Nguyễn Minh Chí. Đây là cái lúc quý vị làm gì làm đúng là cũng là cái legacy, đây là một cái vinh dự về cái sự kiện của mình. Nên tôi gọi ông Chí Đạt và ông Nguyễn Minh Chí làm ơn để mà ủng hộ phụ giúp tôi một tay và cái người hộ một tay để mà bỏ phiếu để mà an vị cái tượng đài công viên nào cũng được, mà làm cho để cho sau này chúng ta vinh danh cộng đồng người Việt, vinh danh được cộng đồng người Việt của mình, để mà sau này chúng ta có cái tiếng nói và cái sự hãnh diện của cộng đồng chúng ta. Chứ đừng có làm cái tượng đài này giống như cái cầu mà đi qua từ Tức Lộc Thọ bên kia đó. Đừng có làm đừng sập lắm. Tức là họ có hai phiếu, họ cứ viện cớ để họ chống lại. Dạ. Yeah. Cho nên tôi phát đi yêu cầu chỉ đã nên bỏ phiếu và
xứng đáng là một công viên của thành phố Washington. Rồi trở lại cái vấn đề cũng có nhiều người nói là bây giờ quý vị ba người ra như vậy tranh phiếu, rồi họ yêu cầu là quý vị nên có một người rút ra, thì Thạc có nhớ hồi đó là nghị viên Tài Lộc có trả lời rồi. Nhưng mà cho đến hôm nay thì nghị viên nghĩ sao về cái tình hình bây giờ, và nghị viên có gì muốn chia sẻ với cử tri gốc Việt nói riêng và mọi người nói chung? Tôi, đối với tôi thì năm 2018 tôi là cái người lần đầu tiên đi ra ngoài tranh cử của Washington này với 12 người nữa, với tôi là tổng cộng 3 người, trong đó nó có hai cái ghế nghị viên. Thì tôi xin nhắc lại là một số tôi tranh cử một số người đã là dân cử rồi trong quá khứ và hiện tại lúc 2018, giống như là Dan, Jerry, Jameson Power, em qua rồi rất là nhiều người có cải đạo, cải đạo như vậy chót đi. Anh biết mà từ lúc đó rất nhiều người đã có tranh cử nhân vụ của sơ tốt là người Charlie Nguyễn Mạnh Chí luôn, Nguyễn Mạnh Chí luôn thì trên chân ướt chân ráo từ vô. Nhưng mà cái sự lúc đó thì tất cả mọi người đều cần, họ cảm quan đến cái máu mới của tôi, thì họ nghĩ tôi là vô để mà thay đổi thành phố. Thì và rõ ràng đó đã có sự thay đổi. Thì tôi là cái người đứng đầu tiên trong cái 13 người đó, tôi nhận cái số phiếu cao nhất, hơn cả ông Nguyễn Mạnh Chí mấy trăm phiếu luôn. Thì đối với tôi cái ba người đi ra cũng như 13 người cũng vậy, không có cái là cái dân chủ, là không phải nói là phải chia phiếu rồi nó sẽ chia phiếu, nó có nhưng mà nếu mà mình có sự ủng hộ và rất là đông đảo đó, cái chuyện mình thắng là chia phiếu hay không là cái đó là chuyện tôi mình không thể nào mà điều khiển những người nào mà muốn nhảy vô để mà lấy phiếu. Bỏ tên anh vô có thể được vài trăm phiếu, vài ngàn phiếu rất là dễ dàng. Không, giống như ông Nguyễn, ông Chí Tạ cách đây 2018 nè. Thì lúc mà ông đi ra tranh cử đó, ông là một cái người Việt, ông cũng đã coi cái người một anh chàng trai, người mẹ 21 tuổi. Đó, mà ông chàng mẹ đã được cả mấy ngàn phiếu, phải không? Dạ, 8-9 ngàn phiếu. Thua ông Chí Tạ nhưng mà cái số phiếu ông ta rất là đông, cho nên không thể nào nói là họ nghĩ ra là họ không. Hoặc là như Bảo Nguyễn, khi đó không ai nghĩ là anh Bảo Nguyễn có thể đắc cử mà anh đã trở thành thị trưởng của Golden Cương. Thì đó đối với tôi cái sự khi mà tôi ra tranh cử cái năm nay tôi rất là tự tin trong cái sự ủng hộ của người dân, giống như là đại chúng người Việt đã thấy cái sự cải tổ của thành phố, khả năng cải tổ của thành phố. Đối với tôi tranh đấu rất là kiên trì. Và đây là lần đầu tiên tôi phải nói là thành phố có cái nền tảng rất vững chắc, hội đồng ở trong cái thành phố của họ có người lãnh đạo mới là bà Kristen Corden, người Việt đầu tiên, mà đây bà này là cái người mà lúc đó hội đồng thành phố không có ai để ý tới, mà tôi muốn đi ra ngoài mới một cái người tổng quản trị khác người Mỹ, và tôi nói nó thì tôi nghĩ là bà này là cái khả năng mà chúng ta là cái khả năng mà làm việc là một người city clerk, cái khả năng mà hiểu biết về luật pháp như cách làm việc của bà ta rất là giỏi. Bà ta người Việt, bà nói được tiếng Việt nhưng mà ngoài biết bà nói được tiếng Việt đó. Tại thấy cái tên người Mỹ, tại lấy chồng người Mỹ, rất là có khả năng, rất thương người Việt của mình, rất cảm người Việt của mình, rất là thẳng thắn đàng hoàng, rõ ràng minh bạch, rất là biết điều. Bà là người ta, tôi là cái người đưa bà ra để mà đề nghị hội thuyết phục hội đồng thành phố để mà bướng bà. Thì anh biết mà khi mà bướng một người Việt đầu tiên đó làm tổng quản trị, đúng đấy. Rồi đâu có ai mà lên để mà tân bốc họ. Thầy nghĩ cái sự kiện đó nó quan trọng để quan mà trọng đưa lắm. Ra họp báo ở Phúc Lộc Thọ hay là một cái CD ho hơn là cái trường hợp ông Trần Thái Văn được họp báo để bổ nhiệm cái chức chánh văn phòng. Dạ không đây là cái một cái người chúng ta đứng đáng lên để mà tuyên dương. Dạ. Đây là một cái sự thành công của thành phố này. Chúng ta thật nha, chúng ta đã thấy rất là nhiều người tổng quản trị trong quá khứ rồi, không phải người Việt. Chúng ta thấy họ làm được gì cho cộng đồng này, họ đâu có giúp được những cơ sở thương mại của chúng ta. Tại sao họ không hiểu, không có am tường cái phong tục của chúng ta, cách làm việc của chúng ta. Cái người mà đưa ra cái đường thành phố này lên là phải cái người có việc am tường
cái hành chính của Mỹ và hiểu cái phong tục người Việt, cách làm việc người Việt. Đó là những cái người mà có thể đưa cái thành phố này lên. Và cái cộng đồng, cái hội đồng nghị viên thành phố sẽ đưa cái vision, cái sáng kiến, cái quyết định đường lối, cái đường lối để cho cái người tổng quan gì là cái người mà thi hành họ phải tin tưởng và họ phải hiểu biết cái đường lối và cái hướng đi của hội đồng nghị viên thành phố họ mới phát triển thành phố được. Cho nên tôi rất là tin tưởng và ta và Christian là sẽ đưa cái thành phố lên rất cái mức rất là cao, cũng như cái người thị trưởng, chúng ta phải có cái người thị trưởng gốc Việt hiểu được ao tường tiếng cái phong tục của người Việt mình, ủng hộ người Việt mình và cũng am tường cái phong tục tập quán và cách hành chính của người Mỹ. Nghĩa là Mỹ thật là Mỹ và Việt thật là Việt. Làm đen, đây là cái người có thể đem hai cái phong tục người Mỹ với người Việt để mà làm hợp tác cho mình nhé. Phải đoàn kết mới phát triển thành phố. Nhưng mà cái chính là họ nói là the best of both sides đó. Có nghĩa là lấy hết những cái tinh hoa của cả hai cái nền văn hóa, chứ không phải là toàn là đi giữ lại những cái thói hư tật xấu và chỉ học được những cái chuyện xấu xa, tham nhũng hoặc là ăn chơi, ví dụ như vậy. Mình phải dám lên tiếng, lên tiếng bảo vệ hai bên hết, và những cái xấu của hai bên, cái tốt của hai bên sẵn sàng đưa ra để mà đối đầu một cách rất là rõ ràng, minh bạch, không có gì mà phải mà giấu giếm. Đối với tôi thì tôi có thể, tôi có khả năng làm việc đối với người Việt, mình có hiểu được phong tục người Việt rất nhiều. Cũng vì cái khả năng đó mà anh thấy bao nhiêu năm nay tôi tranh đấu rất là kiên trì, rất là lúc từ từ có những gì tôi muốn nó đã xảy ra. Tôi cũng muốn cái thành phố có một sự lãnh đạo mới, nó đã xảy ra. Nếu không rất phải đơn giản đâu, nó ra qua rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều chuyện nó đã xảy ra. Anh cũng như là tất cả những người dân trong thành phố đã nghe được trên truyền thông báo chí những cái lời xôn xao rồi này. Nó không phải chuyện đơn giản là xảy ra. Cái sự hiểu biết của tôi, một mình đơn thân độc, đơn thân độc mà không có vẻ bãi, nhưng mà làm việc có cái nhóm đại đa số của thành phố cần được quan tâm và ủng hộ thôi. Làm những gì đúng thôi, không có gì mà hơn để mà để phát triển cái chính trị của mình. Đối với tôi đi đưa ra tranh cử là được cái vì cái tình yêu, tình thương của cái cư dân của thành phố, chứ ngoài ra không phải là cái cá nhân đó thôi. Anh biết một hơn 150.000 người cảnh sát trong thành phố ở tiểu bang trong thôi nha. Tôi là chỉ có 3-4 người là người, những người mà gọi là law enforcement, người là nhân viên công lực đang làm việc và được là dân cử luôn. Là đắc cử và chức vụ dân cử. Tại sao? Tại vì những người cảnh sát, người dân trong cái ngành công lực đó, không có muốn làm những vô cái này, tại vì nó vulnerable lắm, nó dễ bị tổn thương lắm. Ok, họ không có muốn bị người ta tấn công. Tại vì sao? Không có lên án chỉ trích, tại vì sao? Tại vì họ không thích như vậy, họ rất là can đảm được đó. Tôi không phải coi thường họ, ok, họ rất là can đảm trong công việc của họ, nhưng mà khi hết công việc họ không muốn bình an, họ không muốn dính líu vô cái chuyện này. Nhưng mà đối với tôi khác, tôi muốn dính líu trong cái vấn đề nhân cử là gì, để cứu giúp người dân chúng ta đã bị bao nhiêu năm nay bị những cái gọi là không có rõ ràng đó. Nên là trong cái thời gian ban tuổi này, anh đã thấy nhiều chuyện đã xảy ra trong thành phố Sơn Trơn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên, phải nói là lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố chúng ta có cái nền tảng vững chắc trong thành phố. Đây là cái lúc chúng ta phải đoàn kết và phát triển cái thành phố này. Cái người mà thị trưởng là người rất là quan trọng, họ phải làm sao đem cái sự đoàn kết tất cả mọi người tới nhà. Okay, bắt đầu ý kiến đúng, không sai, không có chuyện gì hết, không sao. Okay. Nhưng trong cái sự bất đồng ý kiến nó có một cái tôn trọng lẫn nhau, và cái vấn đề trên hết là phải cái nguồn lợi của thành phố phải đứng trên hết, chứ không phải là chỉ cái vấn đề mà gọi là quyền lợi cá nhân của chính và bản thân trách nhiệm. Dạ vâng, cảm ơn nghị viên tài lỗ rất riêng nhiều, thì hy vọng trong lần tới mình sẽ có thời gian nói thêm về cái vấn đề mà fake news, với vấn đề mà tấn công đả kích cá nhân, vu khống chụp mũ, không ạ? Tức là bôi nhọ lôi chuyện cá nhân đời tư của đối thủ ra trong cái cuộc tranh cử để mà đấu đá, thì mời nghị viên có lời chia tay với khán giả. Dạ, xin cảm ơn Khải Đào cho tôi cơ hội lên đây và thêm một lần nữa tỏ bài cho tất cả quý vị khán giả. Thì lúc nào cũng vậy, tôi rất là rõ ràng trong tất cả mọi vấn đề, thì quý vị nào có vấn đề câu hỏi
có thể liên lạc thẳng với tôi, tôi có thể cho những cái số điện thoại của tôi là 714-323-4249 gọi cho tôi đặt những câu hỏi hay có cần tôi giúp đỡ cái gì thì liên hoặc liên lạc trực tiếp với tôi. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, cảm ơn nghiệp viên tài đỗ và cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 10 phút. Các quý vị thấy quang cảnh ở trong cái phía trước của khách sạn Ramada. Và có thể nói lần lượt tất những người đến để tiếp xúc với là Lương Y, Võ Hoàng Yên. Từ mờ sáng thì chúng tôi đã thấy rất đông người, hiện nay thì có thể nói cái không khí rất là đông. Hôm qua thì trong một cái cuộc tiếp xúc đầu tiên, Lương Y Võ Hoàng Yên đã làm cho tất cả những người bệnh nhân kính phục và tôn kính ông khi có những người bệnh nhân bị liệt chân, điếc, nói không được và ông bằng mọi cách đã làm cho những người đó trở lại bình thường. Đây là một trong những cái sự kiện có thể nói lần đầu tiên xảy ra tại Quận Cam. Và hôm nay chắc có lẽ cũng quan tâm đến những người dân ở trong khu vực của thành phố ông. Kính thưa quý vị, bên đây là ông thị trưởng Tạ Đức Trí. Kính chào ông thị trưởng. Dạ, chúng tôi xin chào anh Đoàn Trọng và kính thưa tất cả quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng như là có vài lời để cảm ơn Lương Y, Võ Hoàng Yên cũng như là các đệ tử của ông đã thường xuyên tổ chức những cái buổi chữa bệnh để mà giúp cho rất là nhiều các vị ở trong cộng đồng. Và trong rất nhiều những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã quan sát bằng internet những cái lần mà Lương Y, Võ Hoàng Yên đã đi khắp nơi để mà chữa bệnh, thì thiết nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất là được đáng ca ngợi. Tại những cái buổi chữa bệnh này là những cái buổi chữa bệnh từ thiện, và với một cái người vừa có cái tâm mà vừa có những cái tài, những cái khả năng đặc biệt và lại đem ra để giúp đời cũng như cứu người, thì chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cũng như là xin một lần nữa cảm ơn Lương Y, Võ Hoàng Yên cũng như là tất cả các thành viên trong phái đoàn của ông đã không ngại thời gian, không ngại tất cả những cái chi phí để ông để có mặt ngày hôm nay, để mà chúng ta thấy được rất nhiều đồng hương đã xếp hàng từ sớm, cũng như chúng tôi được biết được có rất nhiều đồng hương đã phải ghi tên, đã phải thức dậy 4-5 giờ sáng để mà có thể đến chữa bệnh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là ông thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster. Cảm ơn ông thị trưởng. Rồi, cảm ơn anh Đồng Trọng, cảm ơn tất cả quý đài đã có mặt ngày hôm nay để mà giới thiệu tới một cái sinh hoạt mà rất là đặc biệt trong cộng đồng Việt của chúng ta. Kính thưa Lương Y, hôm qua thì chắc hệ thống truyền hình đều ghi lại những hình ảnh mà đồng hương đến đây thăm viếng và ra về, nhiều người cảm là mến phục và tôn kính Lương Y. Hôm qua thì Lương Y thấy không khí ở Quận Cam như thế nào thưa Lương Y? Rất là hạnh phúc. Kiều bào chúng ta sống ở xứ người mà rất là tình nghĩa. Chúng ta cần phải phát huy thêm cái tinh thần đạo đức và nghĩa tình của người dân tộc mình.
Tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng, không ngờ ở đây người thị trưởng hiện hữu ở đây lại là người Việt Nam mình nữa. Rất là hạnh phúc, rất là tự hào cho dân tộc Việt. Nhưng mà lại gần quê với Lương Y, cũng gần tới Cà Mau mà. À, quê Bạc Liêu, quê ngoại của thầy. Vui quá. Thế Lương Y ở định ở lại đây bao lâu tất cả? Dạ, chỉ có 2 ngày, từ hôm nay và ngày mai. Dạ. Dạ. Thế Lương Y dự trù có sẽ giải quyết cho tất cả những người hâm mộ đến viếng thăm Lương Y không? Dạ, thì cố gắng hết sức mình chứ không thể không có lần nào thầy chữa hết bệnh nhân cả. Yeah. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị, đó là Lương Y Võ Hoàng Yên với những cái lời tâm sự của ông, với một cái nụ cười duyên dáng, tiếng nói phát xuất từ người miền dân Nam Bộ. Và trong những lần hôm qua thì ông đã bày tỏ tất cả các bệnh nhân của ông, cái tinh thần đạo đức là một trong những cái tinh thần chính trong cái công việc làm của ông. Chắc quý vị thấy từ mờ mờ sáng đông người đã đến đây, mà một lần nữa chúng tôi cũng giới thiệu đến tất cả những nhân viên thuyền nghiền đến cùng ông. Chắc quý vị cũng đã biết vào ngày thứ 6 ông có mặt tại thành phố Houston, đáp máy bay đến quận Cam của chúng ta. Và ông như lời Lương Y Võ Hoàng Yên cho biết rằng ông sẽ ở lại quận Cam 2 ngày. Không lần nào mà ông có thể đáp ứng đến tất cả các bệnh nhân, nhưng với một cái tấm lòng yêu mến và có thể nói mến mộ và đạo đức của ông đã cho thấy một cái sự kiện lạ tại quận Cam. Chúng tôi tường trình từ khách sạn Ramada.